Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Mở đầu video thì mình muốn cập nhật lại hai cái gift code mà có thể là nhiều anh em chưa biết. Cái code đầu tiên nó chính là lớp TITD 2024 nhé. Và gift code thứ hai là TITD 97CWO. Thì anh em nào mà chưa nhập hai cái gift code này thì nhớ nhập vào chơi nha anh em ơi. Còn trong video này thì anh em có thể nhìn thấy cái luân hồi điện của mình chỉ còn 120 lượt nữa thôi là mình sẽ full được cái mốc đầu tiên, và mình sẽ có thể là nhận được thêm một cái thần thông ngộ đạo tùy chọn. Mình thì đang rất cần cái giải thi pháp, thì cho nên là trong hôm nay mình sẽ cố gắng là kiếm hết tất cả những cái vé này đấy, để có thể là chơi nốt cái mốc cuối cùng đấy anh em nhá. Nhận thư xem nào, kết thúc một tuần em được những cái gì đây. Hôm qua thì cũng không kịp vào game cuối ngày cho nên nó biết là thành tựu của mình nhận được cái gì nhá. Ok này, đó có dương luyện hóa tùy chọn này, ok đáng sắc rồi. 20 cái ấn ký, ok, 1100 phù thiên diễn là cũng tạm tạm anh em nhá. Xóa đã đập luôn con cóc này, cho mày bay đi luôn này. Rồi, tiên thủ của mình thì cứ vẫn phải là giảm thời gian đi khẩn cấp rồi. 6 ngày nữa thì mình sẽ có thể lên được cây 15. Đây, mở luôn xem nào. Ui da, đây đây đây, ấn ký tím, ấn ký tím. Cố lên, vài ấn ký tím đi. Trời, được đúng một cái, cường hóa linh thú à. Thôi cũng được nha anh em. Sao lại được ít thế nhở? Chỉ được mỗi một cái tím. Thốn thực sự anh em ơi. Còn ấn ký nào nữa không? Hết sạch xanh xanh rồi. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ đi ghép ấn ký xem được cái gì nào. Thần thông. Ấn ký. Ghép đây xem nào. Ok. Mình tiếp tục. Ở đây đi. Suy yếu linh thú không có cái gì luôn. Cái này thì sao? Cái này thì sao? Ôi dồi, ít lắm anh em ạ. Ở đây là cường hóa linh thú. Có mỗi cái à, thêm cái nữa. Rồi, không được luôn. Nói chung là ngày hôm nay ấn ký nó vẫn cứ là chưa đủ anh em nhé. Thế nào đi nhận thần thông vậy. Ok, 3 lần miễn phí. Rồi, xem được mấy lần nữa đây. Biến hóa. Phát 20 phát. Thú linh thể này 30 phát. 40 phát. Và 50 phát ủi sư tử hống. Chán ê. Cú thế. Sư tử hống anh em ạ. Kích hoạt luôn cái này đây. Tăng thêm được một chút điểm lực chiến anh em nhé. Nhưng cái mình cần là giải thi pháp thì vẫn chưa ra anh em ạ. Vãi thật. Tiền duyên. Mấy cái này không có phù thiên diễn mới đâu. Phước lành ngày hôm nay thì cũng có thêm được một chút tịnh bình thủy đây. Nhận thêm luôn. Vận may, vận may hôm nay thì không có phù thiên diễn anh em ạ. Nó lại chỉ có mấy cái này thôi. Ê, mới đào sờ cao disco chứ. À, ở trong này xem có phù thiên diễn không? Cũng không có. Nó chỉ có triệu hồi tinh quái anh em ạ. Bực thế nhỉ? Để mình xem trong gói siêu hời này xem nào. Hôm nay chắc là phải nạp thêm một tí thì mới đủ thôi. Không mà không đủ anh em ạ. Gói siêu hời này. Ui dồi, phù thiên diễn đâu? Phù thiên diễn căng này, 249 là 500 phù thiên diễn. Thế này thì cũng hơi bâng khuâng anh em ơi. Để mình xem còn có cái gói nào khác là xịn sò con bò hơn hay không nhá. Tiết kiệm hơn chứ. Tình hình như này hơi vất rồi nha. Không đùa đâu. Ok, để mình xem luân hồi điện thôi nào. Luân hồi điện thì thực ra ở trong này có mấy cái gói là mình cũng đã nạp rồi. Ví dụ như là gói 25k là mình đã nạp mắc rồi. 5 phát. Cái này nó không reset theo ngày cho nên là cũng hơi căng thẳng trong đợt sự kiện lần này. Nếu như anh em nào vẫn thiếu như mình nhá. Đạt mốc. Để mình xem nào, 733, tức là mình còn thiếu 67 lần nữa. 67 lần nữa thì đấy, à, đây là được 20 lần này. À, thế là mình nạp 4 gói này là nó sẽ được này. Wow, căng nhà. Rồi, chơi rồi anh em ạ. Nói chung là cứ nạp từ mốc bé trở lên nhá. Còn càng mốc sau này càng lỗ. Rồi, phát đầu tiên nha anh em. Nhói một cái. Phát thứ hai anh em ơi. Nhói phát nữa, oh man, có tiếng kêu tinh tinh điện thoại đấy anh em ạ. Căng thực sự. Và bây giờ sẽ là phát thứ 3, hy vọng là phát thứ 3 là đủ luôn rồi. Chứ đừng để phát thứ 4. Nhói phát thứ 3 anh em ơi. Ok. Và thế để mình xem là ở trong cái phần này đã đủ chưa nha. Thần thông. Ồ, khả năng cao là đủ rồi. 70 lần luôn này. Ô, đủ rồi, may quá. Đỡ bước sang phát thứ 4, nhói phát nữa, thốn lắm anh em ạ. Ok nào. Ok nào. Ui rồi hàn tức. Hoàng khí có. Ui rồi. Toàn lục với làm này. Và phát cuối cùng anh em ơi.
Toàn Lục với Lam thôi anh em ạ. Nhân phẩm đi vào lòng đất thực sự luôn đấy. Khốn vãi. Ở đây em nâng cấp được cái gì không nào? Lên luôn. À, thú linh thể đột phá thêm một phát nữa lên bậc 4 này. Cộng 3,9, ui, cộng 0,3 thôi á, vãi. Ít nhỉ. Đây nữa này, có mấy cái này. Thiên mị thẻ này, lên luôn 2 bậc. Hóa vũ xem nào, 1 bậc nữa. Ok. Hết. Tầng này, nhảy vọt. Ok luôn. Bậc này thì sao? Oh, một cái. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Ui, cần tận 1.000 mảnh nữa thì mới có thể đột phá được 121 anh em ạ. Phải thật chứ. Ây à, nhưng mà nãy giờ vẫn chưa thấy đồ dám với cái nào nhảy lên nhỉ. Cú thế. Rồi. Thêm cái này nữa mà vẫn chưa được thì cũng hơi buồn nhỉ. Ôi rồi, cũng có này. Thế thì bây giờ là mình sẽ lụm cái thần thông ngộ đạo thôi. 400 vé cộng thêm cái thần thông ngộ đạo. Xả luôn anh em nha. Chả biết bao giờ nó mới quay lại nữa thì xả luôn đi. Đợt này có bao nhiêu xả hết. Úi da. Úi da. Không ăn thua. Tiếp tục check qua xem nào. Còn được cái nào nâng cấp nữa thì nâng cấp luôn một thẻ đi cho xong luôn. Nhưng rất tiếc là à đây 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 có hai cái nữa. Ok. Một phát. Hai phát. Nhưng mà vẫn chưa kích được cái đồ giám nào. Hơi bực. Và bây giờ là túi càn khôn thì mình tất nhiên là mình sẽ mở cái ấn ký trước này. Sau đó là cái thần thông ngộ đạo. Thì đấy, mình sẽ lấy cái giải thi pháp cho anh em ơi. Ly hỏa trận giải thi pháp. Trở về cội nguồn. Giải thi pháp đâu, giải thi pháp đâu. Đây rồi anh em ơi. Cần lắm cái giải thi pháp này nha. Khốn thực sự luôn. Khi mà có được cái giải thi pháp ấy rồi chắc chắn là mình sẽ có thể là có thêm sự lựa chọn trong phần tinh quái. Thần thông ngẫu nhiên à. Ơ, cái gì đấy. Phải. Mở ra xem nào, lúc này là mảnh à. Ừ đúng đấy, là mảnh anh em ạ. Dùng luôn. Kim kê đề minh. Ui chào. Mảnh pháp bảo thì thôi này. Cái này thì có thể lựa chọn ngẫu nhiên luôn. Ok. Trước khi mình đi nâng cấp vào cái giải thi pháp đấy thì bây giờ mình sẽ check qua phần linh thú tí anh em ơi. Linh thú được 3 lần reset free. Ôi dồi ôi, cửu vĩ hồ. Ôi dồi ôi, nó lại ra một em linh thú khác cam nhưng mà nó là niên anh em ạ. Chứ không có dấu hiệu gì là ứng long cả. Thế thì thôi lại tiếp tục tích nha. Mình đã tích được 2.600 cái ngựa linh thạch rồi anh em ơi. Đó bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bật nâng cấp vào cái thần thông này nha anh em ơi. Đe dọa này. Thực ra là bây giờ cái giải thi pháp này mới có bậc 1 thôi anh em nhá. Thế cho nên là đeo cái đe dọa này nó sẽ lời được cái ấn ký cường hóa thuộc tính kháng của mình đang gọi là 33,8%. Nếu mà bây giảm đi chỉ còn có là 16,9% thôi thì nó cũng hơi thốn anh em ạ. Nhưng mà để mình thử xem như thế nào anh em nhá. Mình sẽ reset cái này về không đi. Xem có đủ không. Hay là đủ cái này nhỉ. Hay là đủ để nâng cấp lên 25 nhỉ. Lên 11, 21. Ui 21 mới đau anh em ạ. Thốn thế nhỉ. Thôi được, mình sẽ cài lại cái này đi. Rồi, giải thi pháp. Nâng cấp level 25. Tiếp tục là dung hợp nhanh. Ui giời ơi, không được viên đọc tính cả. Thế thì mình phải xài một viên này thôi. Và yêu lực của mình là giảm đi khá khá nha. Mình sẽ xuất chiến lên xem nào. Rồi, chỉ còn lại 2,33 ức mà thôi anh em nhé. Giảm mất 0,1 ức anh em ạ. Ui giời, càng thế. Hợp nhanh phát xem nào. Ôi kìa, ở đây là có cường hóa linh thú này. Thế tội gì mà không thay. Lại thêm được một tí nữa anh em ạ. Ồ, kim kê đề minh của mình nâng cấp được thêm này. Đột phá luôn. Chúng tôi vẫn chưa nâng được một chút đồ giám nào cả. Bực thế. Thôi được rồi, tạm thời như vậy đó. Và bây giờ trong phần tinh quái này của mình hoàn toàn là có thể bỏ em phù tang đi. Rời trận nha. Bây giờ bắt đầu phân vân này. Một là mình sẽ cho em tiểu lâm nữ vào. Hai là mình sẽ chơi sơn dã tinh. Bây giờ là mình sẽ test lần lượt từng trận một nha. Để xem em nào nó hiệu quả hơn. Sơn dã tinh đâu nhỉ. Đây sơn dã tinh đây. Level 15 nha. Hoặc là còn một sự lựa chọn nữa. Đó chính là thủy quan đại đế anh em nhá. Thì đầu tiên coi như là mình chơi theo kiểu full về né đi. Thì mình sẽ cho em thủy quan đại đế vào.
để tăng thêm cái hiệu quả là 5% cường hóa trị liệu cũng như là 5% công. Cộng dồn tối đa 5 lần thì tức là 25% cường hóa trị liệu và 25% tấn công. Xem là có ngon lành cái nào hơn hay không anh em ơi. Đi khiêu chiến thử phát xem nào. Khiêu chiến đấu pháp. Úi dồi, chưa vào bảng luôn. Bởi vì hôm nay là mới thứ 2, bắt đầu reset lại này. 2,25 ức này. Đây này, 2,35 ức này anh em này. Mình 2,34 ức. Chơi thử luôn, xem như thế nào nha. Rồi, để tốc độ. Ô, để tốc độ x2 thôi. Để anh em nhìn thấy rõ ràng hơn. Ui à. Ui à, đấy. Thì đều được cộng cái chỉ số lên mỗi một khi mà mình né nha anh em. Đấy. Em Đại Bồng Vương này thì đã đủ số lần là 5 lần được cộng dồn nên là không cộng dồn nữa. Ai à. Nhưng mà đúng là được hồi nhiều máu hơn hẳn anh em ạ. Ui, hồi nhiều máu phải cả trưởng luôn anh em ơi. Được cái chứ. Hợp lý luôn này. Để mình làm mới phát nữa xem nào. Ui dồi, bạn này ít thế nhở. Cơ bản là bây giờ cũng chưa có ai. Bởi vì mới coi như là reset thì thành ra là hơi là ít đối thủ anh em ạ. Thế thì đánh những cái bạn này đi để điểm mình nhiều hơn. Ok. Đấy, nếu như chơi thế này thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy là cái chỉ số cường hóa trị liệu của mình đã tăng lên khá khá luôn. Mặc dù là 25% cộng dồn tối đa 5 tầng nhưng mà mình thấy là tăng được rất nhiều nha anh em. Ok, tiếp tục bạn Sida thôi chứ biết làm sao giờ, đánh bạn đấy thì chắc là được nhiều điểm hơn những bạn khác thôi. Bởi vì lực chiến của bạn ấy cao mà. Uầy, nhưng mà không né được mấy nhỉ. Ok. À, sói xám này. Sói xám, thế thì bây giờ mình phải đi chặt cây đã. Không thì không có cái vé để mà đánh. Ui da, luân hồi điện. Nhận luôn. Ok. Đây, mình xem được cái gì mình nhận nốt nha. À đúng rồi, cứ đi chặt cây đã. Né và choáng. Hoặc đây, mình thì mình vẫn để như thế này nhá. Hoặc thôi, để mình có sự lựa chọn. Nếu như mà có cái trang bị nó ngon lành cành đào nhưng không thuộc né và choáng thì mình có thể build sang cho liên kích. Đấy, ví dụ như choáng này anh em này. Thì mình sẽ lại tiếp tục quay trở về âm thân. Ra trận. Ok, tích vào đây. Xem nó có ngon hơn hay không. Đấy, ví dụ như ngon hơn này thì mình sẽ thay thôi. Tiếp tục. Đấy, mình vẫn để như thế này bình thường. Vận may. Nhiệm vụ xem nào. Nhiệm vụ là thu hút tinh quái à. Ui à, căng nha. Nâng cấp tinh quái nữa. Có thế. Ok, thế nào. Thu hút tinh quái đúng không? Chơi khó nhau thế nhở. Một. Ây à, x1 lại ra luôn. Né này, 152 vạn được ấy. 5 lần. Ô, hay quá. Ra ngay đúng liễu đạo chân này. Perfect luôn anh em ơi. Tích tiểu thành đại. Nâng cấp dần kiểu gì trả lên được bậc tiếp theo. Hồi nhiều máu hơn anh em. Chuyển sang môn phái né cái. Để xem là cái trang bị này nó là cái gì đây. Ôi giời ơi, tăng lên quá nhiều luôn đấy chứ. Perfect anh em nha. Thiên duyên. Tiếp tục là nhận thêm. Ok này. Vận may. Ý, ngon ngay. Đấy, 500 đào nữa. Gần như là perfect rồi. 8 lần đúng không. Ui da. Reset rồi, mình chưa thể nào bỏ qua này nữa anh em ạ. Ma tịnh bình thủy này. Ui da, 30 đào này. Còn gì nữa. Ui giời ạ. À, cái gì ngon ngon đấy. Lại 30 đào. Ok. Ui giời ơi. Thêm cái gì ngon ngon để bỏ công đi xem nào. Còn 2 lần. Ui giời. Hôm nay quay này gọi là vẫn xui chứ còn gọi quái thì gọi là vẫn hên nữa anh em. À vẫn may nữa. Bực thực sự luôn ạ. 3 tinh bình thủy. Chán 15 phút. Chị oai. Nhưng mà đây, mình đã có thêm một cái vé đánh đấu pháp nữa rồi. Thì tiếp tục là mình sẽ đi múc luôn. Sói xám này. 1,99 ức à, hút máu thì bỏ luôn. Cứ nhìn thấy cái hút máu bực thực sự anh em ạ. 1,99 đúng không? Bạn này mặc dù 1,99 nhưng đánh có vẻ là ngang cơ phết anh em ạ. Đánh thử coi. Ui à. Ấy. Rồi luôn. Cộng dồn khá khá này. Ui à. Được cái chứ. Ui à. Ui ôi, nhưng mà suy yếu linh thú căng nhà. Wow, và anh em có thể nhìn thấy là cái giải thi pháp đấy kết hợp với cả cái kim quang hộ thể rất hợp lý luôn anh em nhá. Hồi sinh lại phát là được sử dụng luôn cái thần thông hai cái nó kết hợp với nhau được nha. Đây hai cái này này anh em này.
thần thông, giải phi pháp kết hợp với cả kim quang hộ thể thì hồi nhiều máu vãi. Xong lại kết hợp với cả đây. Kết hợp với cả đây, thủy quan đại đế nữa. Tăng được thêm 25% cường hóa trị liệu nữa. Ui. Hồi nhiều máu đấy, hợp lý đấy anh em ạ. Nghe vẻ là bắt đầu thấy xa gì và này nọ rồi anh em nhé. Thôi kệ, mặc dù là cái giải thi pháp của mình nó chỉ có bậc 1 thôi, nhưng mà mình vẫn cho vào để có thể thêm cái hiệu quả cực kỳ là ngon là ngày nào nhé. Thì anh em nào mà chưa có giải thi pháp đấy thì cố gắng chơi sự kiện để lấy cái giải thi pháp nha. Bởi vì em đấy nó ngon hơn phù tang rất nhiều. Do là phù tang thì bị khắc chế bởi hiệu quả đóng băng, nhưng mà em cái thần thông giải thi pháp đấy thì nó sẽ không bị khắc chế bởi cái băng phong ngàn dặm hay là những cái hiệu quả đóng băng. Thì kiểu gì thì kiểu dù đóng băng nó vẫn sẽ được hồi sinh nha. Ok, thì chúc anh em một ngày đầu tuần thật là vui vẻ. Chúc mình đang mưa quá, hy vọng rằng chúc anh em không bị ngập lụt gì nha. Xin chào và hẹn lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.